miền Tây quê em An Giang, có sông Hầu đồng ruộng thênh thang, đất phù sa theo con nước lớn, từ ngàn xưa dung đắp thôn làng. Miền Tây quê em An Giang, gái xinh đẹp tuy mỹ đoan trang, áo bà ba tai nghiêng nón lá, cười hồn nhiên sao xuyên bao già. Quê hương em miền Tây Việt Nam, thương yêu nhau như nghĩa họ hàng, cùng sẻ chia cảnh sống gian nan, đời yên vui quý hơn bạc vàng. Quê hương em đồng bằng cửu long, trai trung kiên chung quy một lòng, chuyện tình duyên sông nước mênh mông, đẹp trăm năm ấm êm mặn. Miền Tây quê em An Giang, tuyết nhung ngọc giang ngà ngân an, lái xuồng nang trên kênh lưới cá, tình đồng hương hôm sớm rộn ràng. Về đây quê em Long Xuyên, thất sơn đẹp biên điền thơm ngon, ghé làng Chăm xem cây thốt nốt, rồi hẹn thăm Châu Đốc rừng tràm. Quê hương em miền Tây Việt Nam, thương yêu nhau như nghĩa họ hàng, cùng sẻ chia cảnh sống gian nan, đời yên vui quý hơn bạc vàng. Quê hương em đồng bằng cửu long, trai trung kiên chung quy một lòng, chuyện tình duyên sông nước mênh mông, đẹp trăm năm ấm êm mặn ngào. Cái luôn. Hai cha con đi đâu vậy? Đi tập bơi chứ. Vậy đó hả? Mình cái này chạy không? Cái này chạy yếu quá. Vậy hả? Ừ. Rồi, mình xin chào cả nhà nha. Hello, dạ con xin kính chào quý ông bà cô chú anh chị cùng tất cả các bạn yêu mến kênh miền Tây quê An Giang nha. Hôm nay mấy cô cháu con đi đặt lú kiếm cá về nấu cơm ăn. Đây, bây giờ mình đặt ở ngoài, cái này là cái sông lớn ở ngoài nè. Kinh ngoài kinh lớn. Cái này mấy cái rồi, con năm hai cái hay vậy? Hai cái. Giờ mình đặt dài cặp cái mương này đi. Đặt vô cái đường mương rồi, đường nước này. Nước lớn nước dòng cá nó ra vô. Bây giờ mình bắt từ trong này mình đặt dài chổng hay là vô chổng rồi thả dài ra? Chổng luôn đi anh ba ơi. Ở trong này có cái chạy. Chắc cái chạy người ta cắt để người ta ngủ giữ hầm cá hay là gì vậy con em? Chạy người ta ngủ giữ... Rất rẫy hả? Rẫy. Trong này đâu có nuôi cá, hầm cá gì hả? Không. Ta nhà ở xa á, người ta cắt chạy á, ta ở mà nước mà gãy mà nước lên ta bận được ta về. Cặp mé này đi đỉnh rồi, cặp mé bình này ngon rồi đó. Cặp trong này lục bình nhiều chừng có cá ở anh ba. Đặt nước ra vô cá ở. Dạ. Trời cái này không dông mưa rồi. Tiết lạnh nữa rồi nó bị cảm nữa, không rồi không dám xuống nước. Hôm nay nắng nắng mới dám xuống. Yeah. Ủa, cây này. Ôi có con cua, cua chết rồi hả? Rồi. Cua con mà chết rồi. Bộ cặp vô cái cây. Ừ.
đây con lần xuống cho cậu nha. Xả nó đi. Dạ. Rồi. Rồi lấy con lấy cái kia nói theo luôn. Từ từ cái anh bà. Rồi. Nói đầu luôn. Cái kia nhỏ, cái này nó bự hơn ha. Loại bự nó nhỏ. Dạ. Cái này nó dài bao nhiêu thước hả cậu Năm? Cũng đầu 6-7 thước đúng rồi. 6-7 thước. Dạ. Cái này cá nó vô cái này nó nằm ở trong cái hôm hả? Nó đâu có ra được đâu phải không? Ừ, có hôm nữa. Dạ. Để cái đường nước này mà đặt là sáng là cá mà ăn là xiên luôn rồi. Thì mình đặt xong rồi không phải có sợ lỗ đâu. Dạ, phải bao lâu mình lại quay là mình thăm luôn con anh. Bữa nay đặt sáng mai mình mới dở. Dạ. Sáng dở mới cá nó mới chậm nhiều. Dạ. Thì đặt đêm. Rồi, đặt đêm. Dạ. Đâu có chàm sẵn cũng hên luôn. Chàm cặp đó nhóc. Chàm ra con gãy nè, cặp mấy bờ nhóc trời. Dạ. Thiếu gì chàm. Dạ. Rồi xong rồi đó. Rồi đi lên xuồng đi về. Xuồng. Sáng cũng cỡ giấc này nè, mình ra mình dở. Dạ. Rồi cô chơi về sao? Nắng nó dám lại nó dở chứ. Đợi mà sáng đi sớm lạnh rung luôn. Dạ. Gió bắt mà. Gió bắt mà. Gió hiều hiều ở đám sảy rồi. Nó. Gió này. Ủa cái này là cái sậy mà để mà mình bó chỏi này phải không con Năm? Ừ, bông sậy đó. Bông sậy. Cái này nó già hết rồi. Dạ. Bên đó là... Cha con mày lạnh không? Chứ tao lạnh rồi đó. Đứng vậy luôn, tao bước nước như đá. Nó xuống nước như nước đá vậy. Đã có mấy cây bắt quái mà lạnh rồi đó. Có cá không? Có cá không chú? Mới đặt mà. Mới đặt cũng như mình vậy đó, mình cũng mới đặt bắt quái. Thấy chở gì trên xuồng quá trời luôn. Đi thăm lú là đi thăm lú. Thăm lú rồi. Hôm nay con cắt quả thế nào đây? Dạ. Yeah. Đặt cũng đêm rồi cá chạy rất cũng nhiều á con Năm. Vô. Bắt cái từ cái lú ngoài lú bự nè. Mong là vô con cá bự đi. Vô con cá cha cho bá lửa là được đây. Này mình đi dắt sáng nữa. Con nhìn ngay chậm đi, con Năm mới mở cái này đây. Dạ. Buổi sáng sớm. Trời gió bắc hiu, con Năm xuống nước lạnh không con Năm? Đánh một cạp luôn á. Như cục nước đá quá con Năm. Xuống dưới nước nè, hồi lên xong cái là gió nữa. Gán con ơi, để ăn con quẹt qua sao. Dạ. Hết rồi, hết cái thời ăn khô quẹt hộp dịch rồi. Đi với cậu Năm với anh Ba là chắc ăn không có cá lớn thì có cá bé. Không có cá lớn thì ăn cá bé. Không có cá lớn thì mình ăn cá bé. Cá lồng tông, cá bóng gì cũng ăn luôn. Miễn là đừng cho con ăn. Dạ, cá hộp dịch là được. Dạ. Cậu Năm dở gì dài lại hả? Cậu Năm có manh động gì không cậu Năm ơi? Có nè. Chạy nhiều không cậu Năm? Chắc chứ ăn được mà không đến nổi ăn con quẹt đâu. Đó. Ủa, nó có cái sạch kìa. Cá sạch, cá linh luôn. Lộn xộn luôn rồi, con dở lên luôn rồi. Dở luôn. Dạ. Bỏ vô xong đi ngọc.
cây cái chả cho người ta luôn. Giờ đổ vô trong sơ thùng luôn hết con Nam. Rồi đổ vô thùng luôn đi. Dạ. Đây có con cá. Cá bự kìa, cá cha bự kìa, thấy chưa? Con nó có cá cha đó. Này. Chưa mở cái miệng nó bự ra. Con cá dữ lắm. Rồi. Đây, quá em. Con Nam cuộn lên ha. Dạ. Nhấp rồi, gọn gọn rồi. Có hai cái lú này nó chiếm hết diện tích của cái xuồng, quá bự. Bởi vì cái xuồng mình nó nhỏ hay con Năm. Ghê. Mình mua cái vỏ là mình. Con lớn là đặt. Đặt lú luôn. Mới ngon nè. Dạ. Con nhỏ này đặt chứ nó không bằng con lớn. Dạ. Với lại mình chở mấy cái lưới kéo đồ này kia cũng dễ dàng nữa. Mà mình đi đông cũng không có sao hết con Năm. Bây giờ tới cái trạm đắng luôn đó. Bắt bạn vũ dài đắng luôn. Ngày tới cái nhỏ này. Đúng con Năm. Chào mừng này với anh Ba. Con cá chạy rồi Ngọc ơi. Dạ. Con Lý rồi. Hai cái này là mình đủ ăn chị. Cá bự không có chứ cá nhỏ là có. Dạ. Lạnh quá. Rồi tới luôn. Vũ Vũ có gì nữa không con? Dậu cây. Nè, nắm đầu đó ba Ngọc. Dậu cây. Có không? Dậu cây. Okay. Đó. Vô mảnh. Con chút ra thùng luôn nha. Ờ, chút ra luôn đó. Ăn luôn con Năm ơi. Này. Quá chừng cá luôn. Cái cha cá sặc, cá linh, cá lộn xộn luôn. Dạ. Có con cá gì bự bự lạ lạ này con Năm. Con cá này nè con Năm. Hả? Cá lạ lạ hay giống như cá. Cá đó cá gì không Năm? Cá bự quá. Cá giùn hay gì đó, cá giùn hả? Ừ. Cá giùn. Lâu lắm mới gặp cá đó. Nó ăn thịt con lắm không? Ừ, không à. Thơm lắm. Sao gặp có Lý Ngọc. Này con Năm. Ồ, nhiêu đây là ăn dư sức rồi. Hai cá quá dư sức ăn rồi. Rồi. Lạnh lẽo mà đặt phải có được chứ không có nên tính luôn à. Này không có bị thất thù, về có đồ ăn rồi. Về 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 con Năm ơi. Rồi về. Lạnh rồi đó, về đi. Đây. Lấy hồi lung luôn à. Đánh bụt cạp. Đánh bụt cạp luôn rồi đó. Mình cứ chiếc gì cho hết lạnh anh. Nhớ giống mà đùa hả? Dạ.
Rồi cho hết lạnh luôn. Mấy cậu cháu con đi dở lú được con ngớ cá nè. Bây giờ con về con kho tiêu nha. Như là thấy ngớ ra đồng chấm tỏi vàng rồi. Thôi là cái nước màu, thấm nước màu vàng rồi mình để tỏi vô mình thử. Gió quá gió này, gió mà tôi muốn cảm lạnh luôn á trời. Tỏi vàng mình để cá vô nha. Mình nêm nếm gia vị vô đây luôn nha. Để chút xíu mực ngọt nè. Nước mắm. Xíu đi. Tiêu nhiều ăn cho nó ấm bụng. Mình kho lỏng lỏng lên, chờ miếng nước này mình chấm rau. Nước xuống nha. Trời ơi, xoay bột bột luôn. Kho cái nồi đất này là ăn hết nồi cơm nè. Rồi, cơm chín rồi cả nhà ơi. Ồ, nhắc cái nồi cá kho mà kho trong cái ơ đất là hết sảy ha anh ba ha. Nhắc xuống mình còn sôi nữa kìa. Dạ, nhắc xuống mình vẫn còn sôi bột luôn. Dạ, con xin kính mời quý ông bà cô chú anh chị cũng tất cả các bạn ăn cơm với ba cậu cháu con nha. Không mời cậu Nam con em mời anh ba ăn cơm. Đó. Ăn cơm đi. Dạ. Đói rau rồi. Sống rau muống đồng và rau nhút. Nghe kêu giòn cốp 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 cậu Nam. Cậu Nam quấn. Vị nó ngon. Dạ. Khoảng tròn chút của chấm. Chảo quá hấp dẫn luôn rồi. Hấp dẫn quá, hấp dẫn luôn. Ngon. Sao con Năm? Quá đã rồi con Năm. Ngon. Cao nhiều luôn. Con cá nó mềm nó ngon. Cá nó mềm nó ngon. Còn gì đâu. Đang đói mà gặp mày hết sảy bảy luôn. Thêm con bà bảy luôn á. Có rau sống như ăn dễ ăn với con Năm không tốt. Tốt nha. Rồi sống nó mỏng.
chén hả con Nam? Đó, đó, đó. Ngon quá, hết chén rồi. Cháu khô gheo ngon quá, ăn mau quá hả? Khô gheo còn gì bằng. Thôi con chào. Dạ, video của con đến đây đã kết thúc rồi. Em xin chân thành cảm ơn quý ông bà, cô chú, anh chị cũng tất cả các bạn đã dành thời gian quan tâm và theo dõi video nha. Dạ con xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye. Chúc cả nhà có một ngày mới vui vẻ nha.